Ngày 18 tháng 9, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc người dân phản ánh không được cứu trợ. Văn bản nêu thời gian gần đây, tại một số nơi ở Thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng người dân tụ tập kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường phản ánh không được cứu trợ. Về việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm tra, kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc đối tượng theo quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, không để sót, lọt đối tượng, không để người dân thiếu ăn, không để bất bình đẳng trong việc nhận hỗ trợ, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng kích động người dân gây mất an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch COVID-19. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành hai gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn và tiến hành rà soát, lập danh sách người cần hỗ trợ cho gói thứ ba. Trước đó, kết luận về phương án hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn vì COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan yêu cầu các quận, huyện và thành phố Thủ Đức hoàn tất việc phê duyệt danh sách trước ngày 20 tháng 9, tiền chuyển về địa phương trước ngày 21 tháng 9 để kịp thời chi cho người dân khó khăn. Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, các địa phương sẽ chi gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do dịch. Trước đó, ngày 15 tháng 9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố có đề xuất số lượng người dự kiến được giúp đỡ trong đợt 3 là hơn 7,5 triệu người. Mức hỗ trợ một lần cho mỗi người là 1 triệu đồng, dự toán kinh phí hơn 7.500 tỷ đồng.